Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway 301 Bình Tân. Trong video này giới thiệu các bạn ba cái mẫu bát 20 của Pioneer hiện có tại hệ thống của Eway và tại Eway 301 Bình Tân nha các bạn. Thì giới thiệu với các bạn tổng quan ba cái dòng này của nó đều là dòng bát 20 của nó. Đấy. Con này là con màng xanh, đều là dạng màng xanh gân súp nhé, gân béo. Con này cho chất âm bát xuống rất là sâu, chuyên cho các cái dòng loa âm thanh gia đình high-end. Đó thì màu xanh, đây là màng màu xanh. Đấy, mũ của nó mũ cứng. Con này là con màng đen, đấy, mũ cứng. Đó, con này là con màng xám các bạn nhé. Con này là con mũ mềm này, đấy, cái mũ nó là mềm này. Đó. Thì ba của con này của nó ấy, đều là những dòng bát cho bát tiếng bát xuống rất là sâu uy lực. Thì trong cái video này em sẽ có một cái, sau khi giới thiệu em sẽ test từng con một nhé, các bạn cùng theo dõi hết video, đồng thời em cũng sẽ báo giá luôn để các bạn có tham khảo và có thể là mua sắm khi mà các bạn có nhu cầu các bạn nhé. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu chi tiết từng con một. Đấy. Thì dòng bát 20 đấy, màng súp, gân súp màng xanh như thế này. Đấy, tổng thể các bạn nhìn này. Đây nhá. Đó. Cực kỳ chắc chắn. Củ từ rất là gấu ẻ luôn, cầm rất là nặng tay, con này hơn 3 kg nha các bạn nhé, hơn 3 kg một con. Con này của nó là từ của nó là 140 côn 65 Pioneer. Model của nó đều in chìm, đều được in ở trên thông số như thế này, model B8820. Serial độ nhạy 91 decibel, công suất của nó là 200W, trở kháng con này là 8 ohm các bạn nhé. Đó. Kích thước của nó thì mình sẽ đo để các bạn cùng tham khảo để có thể là đóng cho thùng loa của nhà mình các bạn nhé. Vành ngoài của nó là 22 phân. 22 nhé. Đấy, 22. Đường kính lỗ bát ốc là 20.5. Đó, cái này mình đã đo rồi. Thì mình muốn đo nhanh để cho các bạn cùng tham khảo thôi. Đấy, phần củ từ này của nó này. 140 các bạn nhé. Coi của nó là 65. Côn 65. Đó. Chiều cao của con này là 10 các bạn nhé. Cao 10. Đó, vành của nó là 22. Lỗ vít bắt ốc là 20.5. Đó, rất là đẹp như thế này. Đấy, nó có cái gân súp béo này rất là dày nha các bạn. Cho bát rất là sâu. Đó, tổng thể của con này ở đây. Đấy, phần chân loa thì nó sẽ có hai cái tai như này nhá, thì các bạn có thể là dễ dàng kết nối, có thể là kết nối hai cái tai này, còn hai tai còn lại đây mình có thể là nối cho cái dòng loa khác, ví dụ loa chung hoặc là loa chép từ cái cọc loa này cũng được. Đấy, nó làm rất là tiện. Đó. Đó, cái khung xương của nó xương gan, phần màng của nó rất là xịn này. Đây, phần nhận từ bên trong này. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Làm rất là chi tiết nhá. Cụ từ rất là gấu, con này nặng chừng hơn 3 kg, 3,2 kg. Đấy. Các bạn có thể, mình sẽ có thể cho các bạn xem cái chiều cân nặng của nó đây. Con này 3,2 kg nha các bạn. 3,2 kg một củ. Đó. Thì đấy là con bát 20 màng xanh. Tiếp theo là dòng bát 20, con này là màng đen nha các bạn. Đó, con này của nó thì tổng thể của nó ở đây thì cái màng gân súp nó nhỏ hơn một chút xíu này. Đó, nhưng mà làm rất là chi tiết nhé. Đó, các cái ốc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ốc này nhìn rất là đẹp, trang trí đẹp. Và thứ hai là dùng để cho mình ghép vào thùng loa, mình bắt vít vào vừa chắc chắn lại vừa đẹp. Phần xương gan, đó, từ của nó ở đây cũng là từ 140 nhé, coi 65. Đó. Con này thì kích thước của nó thì nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn con màng xanh một chút. Con này chừng 2,6 kg, 2,7 kg các bạn nhé. Cọc loa làm rất là chi tiết này, từ những cái dây đồng nó vào này. Đấy, mạng nhện này, phần nhện bên trong này. Đó, nhện từ này. Cực kỳ xịn sò nhé. Cuối video mình sẽ test cho các bạn cùng xem con này. Đấy, Pioneer mã của nó P8820, 91 decibel, công suất 200W, trở kháng là 8 ohm các bạn nhé. Đó. Cực kỳ sắc nét luôn. Đấy. Con này cầm rất là nặng tay, tầm 2,6 kg nha các bạn. Đấy, con này màng của nó thì nó mỏng hơn con kia, nhưng mà bát xuống cực sâu nhá. Mình sẽ có video test ở cuối. Đó, thì đây là con bát 20 màng đen. Tiếp theo là dòng bát 20 con này màng xám, con này thì gân súp của nó cũng rất là bự, nó ngang với con màng xanh như này. Đó. Con này thì mủ mềm. Đấy. Vành của nó đây, toàn bộ phần vành đây. Đấy, ba con nó có ba thiết kế hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà chất âm thì là cực kỳ là ok. Đấy, con này cũng là của nó là cũng từ của nó cũng 140 và coi 65 nha các bạn. Đấy,
xương gung, xương gan rất là xịn. Đó, phần nhện của nó đó, rất là đẹp, làm chỉn chu, chi tiết gần như là tinh xảo, không có một điểm thừa, không có một cái điểm lỗi nào cả. Đấy. Con này thì nó có một cái đặc điểm hơi khác là chở kháng con này là 6 ôm các bạn nhé. Công suất thì vẫn là 200W, độ nhạy 91, nhưng mà công chở kháng của nó là 6 ôm. Thì các bạn lưu ý cái này để mình phối ghép cho dàn âm thanh của mình. Đấy. Con này thì cũng là từ 140 này, coi 65 này. Đó. Tổng thể đây. Đó. Đấy, các bạn nhìn xung quanh của nó. Con này của nó nặng chừng 2,8 kg một con nhé, một quả nhé các bạn. Đấy. Thì đấy là ba cái dòng loa bát của bên mình. Thì sau đây là mình sẽ test nhé, mình sẽ test cho các bạn từng con một để các bạn cùng thưởng thức chất âm của nó này. Mình sẽ test dòng bát này thông qua một con phân tần PA2T nhé. Mình sẽ lấy của cái đường con này là con phun đơn. Đó. Thì cái phần phần đồng in vào đây thì mình sẽ sử dụng cho cái phần dây loa, mình sẽ nối từ thằng âm ly ra các bạn nhé. Hai con phân tần mình sẽ đánh cho hai con dòng loa bát nha, để mình test cái chất âm của cái thể hiện của cái dòng chất âm của thằng loa bát này các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ test nó ở ngoài thùng các bạn nhé. Đối với cả những cái dòng loa khi mà các bạn cần test và thưởng thức âm thanh thì mình sẽ test ở ngoài thùng, vì khi đưa vào trong thùng của nó thì nhiều khi là cái cộng hưởng của thùng khác nhau, nó sẽ không đánh giá hết được cái chất lượng âm thanh. Ở đây mình sẽ test ở bên ngoài để các bạn cùng đánh giá cái chất âm thực tế của nó các bạn nhé. Các bạn vui lòng có thể đeo tai nghe để mình sẽ cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của nó tốt hơn. Đó. Thì đường đây là cái đường woofer, là đường bát, mình sẽ kết nối vào hai con loa bát này như này nhé các bạn nhé, âm vào đường âm, dương vào đường dương như này. Đấy. Đó. Ok nha các bạn. Đấy, bên này đây. Âm vào âm, dương vào dương nhé. Đấy. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bật một cái bản nhạc lên để các bạn cùng thưởng thức nhé. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass check. Ok các bạn nhé, đấy là mình test con màng xanh gân súp. Bây giờ mình sẽ chuyển cho con các bạn nghe con màng đen nhé. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass check. Và sau đây mình sẽ test cho các bạn là cái sản phẩm thứ ba là cái màng xám nha các bạn. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass check. Ok, thưa các bạn, là vừa rồi mình đã test cho các bạn ba cái dòng bát đấy, bát xanh, bát màu xám và bát màu đen của Pioneer. Đấy là ba cái dòng bát 20 của bên mình nha các bạn. Thì chất lượng của âm thanh của nó thì các bạn sẽ đánh giá và cho mình cái ý kiến ở xuống cái phần bình luận xem là cái dòng nào là cái dòng mà nghe mà nó bát nó mạnh hay là phù hợp với cả cái gu âm thanh của các bạn nhé. Thì và mình ở đây mình cũng sẽ báo giá luôn sản phẩm để cho các bạn tham khảo. Đấy. Thứ nhất là dòng màng xanh. Đấy, thì là giá của nó là 1.450.000 một cặp.
màu xám này cũng là 1.450.000 một cặp, màu đen này cũng là 1.450.000 một cặp. Ba thằng này là chất lượng như vậy và giá thành là mình đã báo rồi. Thì riêng cái thằng con màng đen này, các bạn lưu ý là nó có trở kháng 6 ôm nhé. Thì các bạn sẽ có những cái phối ghép để cho dàn âm thanh của mình cho nó phù hợp. Đấy. Các bạn có nhu cầu quan tâm dòng sản phẩm này để liên hệ trực tiếp với bên EWAY 31 Bình Tân. Số điện thoại mình để ở trên màn hình và cũng như là trong cái phần mô tả 0911 851 444. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.